Chân dung bản thơ số đặc biệt nhà thơ Ngô Thái. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn đến thăm nhà thơ Ngô Thái, quê anh miền đất tổ, nơi tọa lạc ngọn Nghĩa Lĩnh, đền thờ vua Hùng dựng nước, nơi có rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt, thơ Tố Hữu, nơi có các bà bầm huyền thoại đã đi vào thi ca nhạc họa của cả nước, nơi có ngã ba sông hợp lưu của các dòng sông Hồng, sông Lô, sông Đà đưa nước về biển cả, nơi thủy tổ của loài cá lăng mình tròn lẳn chuyên bơi ngược, thịt thơm dai để ẩm thực Hà Nội thêm một đặc sản với món chả cá Lã Vọng nổi tiếng lâu nay. Nhà thơ Ngô Thái tên đầy đủ là Ngô Văn Thái, bút danh Ngô Thái, sinh năm 1939, huy hiệu 55 tuổi Đảng từ năm 2018, huân chương kháng chiến hạng 2, hai huân chương hạng nhất của nhà nước Lào trao tặng, nhiều huy chương bằng khen của các cấp. Nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Phú Thọ, đội phó đội Thanh niên Xung phong 253 anh hùng thuộc tổng đội Thanh niên Xung phong 572. Hiện nay là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, chủ tịch Chi hội thơ Đường Luật tỉnh Phú Thọ, chủ tịch Câu lạc bộ thơ Facebook Việt Nam. Tác phẩm xuất bản 5 tập thơ do các nhà xuất bản Văn học Thanh niên và nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Trường ca Con lạc cháu hồng trên đỉnh Pa Pông. Nhiều tác phẩm in chung đăng báo Văn nghệ, tạp chí Trung ương và báo địa phương. Có thể nói không ngoa rằng mỗi bước anh đi đều có dấu thơ để lại, mỗi sự kiện đều được gieo vần, hiện tượng xã hội, đời sống riêng tư cũng chắc bằng. Dù bi hay hùng, với cách nhìn nhân văn của người từng trải, thơ anh là thơ của trí tuệ, lương tri sâu sắc, sang trọng và trong sáng. Lòng bao dung, cả nể sự dung dị của người Kỷ Mão, nên dù có thế nào, khi đã vào thơ anh cũng mềm mại, nhẹ nhàng, lắng đọng. Giàu vốn ngôn từ và sự nhuần nhuyễn điêu luyện, nên thơ anh được mượt mà, sâu lắng, nhiều chất liệu, đẹp về hình ảnh, không gò bó, không có. Nào là đong đầy, nào là nhớ nhớ, thương thương, bằng lời, ít trùng từ nên không gây nhàm chán, không sai sót về phần luật. Đồng cảm xúc nên nhiều nhạc sĩ đã tìm đến thơ anh để phổ trên 30 bản nhạc. Nhiều ca sĩ đã thể hiện ca khúc của anh như nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Khánh Trang, Lê Xuân Hảo, Kim Oanh, Vũ Lệ Thu và các ca sĩ nổi tiếng khác. Với ngần ấy ca khúc, có thể nói anh là một trong những người có thơ phổ nhạc nhiều nhất hiện nay. Trong một bình luận về thơ Ngô Thái, nhà thơ Sóng Thanh đã viết: thi bút Ngô Thái say thơ đường, yêu thơ mới, đam mê thơ lục bát. Thơ lục bát của anh chủ yếu là thơ tình yêu, quê hương đất nước, cuộc sống, gia đình bầu bạn, tình yêu lứa đôi. Ngô Thái rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, đi đâu cũng có thể làm thơ để ký thác tâm tình, gửi gắm lòng mình trong khá nhiều bài thơ với những cung bậc của nỗi niềm tâm trạng khác nhau, từ với trăng cho tới cảng đông đò chiều. Đáy hồ có mảnh trăng rơi, với tay khỏa nước em ngồi vớt trăng, vớt lên những tháng những năm long lanh rát bạc ánh trăng đáy hồ, chồng chành trăng lặn trong mơ, vớt bao nhiêu nỗi đợi chờ không anh.
Hóa ra cô em nào đó vớt trăng nhưng chính là vớt nỗi mất mát trải bao nhiêu năm tháng trong đời, chứ không phải là vớt trăng dưới đáy hồ. Đây là vớt trong mơ chứ không phải là vớt thực. Cảm thông và chia sẻ với cảnh đời bất hạnh, hơn một lần Ngô Thái đã viết: vô duyên lỡ chuyến đò chiều, sẩy chân một chút bao điều dở dang, đành lòng vội chuyến đò ngang, về miền đất lạ ngổn ngang nỗi niềm. Chỉ bốn dòng thơ mà tác giả đã diễn tả cả một thân phận con người trong cuộc đời đầy biến động, chỉ sau một chút sẩy chân để bao nhiêu nỗi niềm đau thương mất mát nuối tiếc giữa chông gai đường đời và trần ai cát bụi. Thơ Ngô Thái thường ngắn, ít dòng, ít câu nhưng lại gợi nhiều liên tưởng lay động lòng người. Trong nỗi nhớ chiều mưa, anh viết: gió đưa hơi nước lên mây, tình anh đậu xuống vai gầy nhớ em. Tiếng chim rơi lặng bên thềm, nhìn theo em bước đất mềm dưới chân. Dẫu biết rằng gió mưa là việc của trời, yêu thương là chuyện của tôi với nàng, nhưng đọc những dòng thơ trên ta vẫn mủi lòng cảm thông với người trong cuộc. Chỉ một chữ níu cùng một chữ lặng đã diễn tả được cả một tâm trạng của một chàng trai với người bạn gái của mình khi phải chia xa. Những câu thơ của thi bút Ngô Thái đọc lên khi lướt qua thì có vẻ êm ái, nhẹ nhàng. Vậy mà cái yêu, cái thương, cái nhớ sao nặng đến vô lượng, vô cùng. Là vị chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ thơ Facebook Việt Nam, anh đã dày công và hết mình dành cả tâm lực, thời gian, vật chất để xây dựng sân chơi này vui vẻ, bổ ích, lành mạnh cho mọi người, tổ chức thành công nhiều sự kiện giao lưu có chất lượng và tính nhân văn trên phạm vi toàn quốc. Nhà giáo Nguyễn Đức, phó chủ tịch câu lạc bộ thơ Facebook Việt Nam đã viết: câu lạc bộ thơ Facebook Việt Nam từ ngày thành lập tới nay đã không ngừng phát triển, số thành viên ở các vùng miền và ở hải ngoại ngày một tăng thêm. Câu lạc bộ hoạt động trong sáng, lành mạnh và đã tổ chức nhiều sự kiện tạo được tiếng vang, được các bạn thơ hưởng ứng và giới văn học nghệ thuật đánh giá cao. Suốt 3 năm qua trên cương vị chủ tịch, anh Ngô Thái đã tận tâm với câu lạc bộ, đề ra được tiêu chí chuẩn mực của trang thơ, nhiều chủ trương đúng đắn đưa câu lạc bộ ngày càng phát triển. Do tuổi cao cần được nghỉ ngơi, anh đã chuyển giao vị trí chủ tịch câu lạc bộ thơ Facebook Việt Nam để nhà thơ Chử Thu Hằng kế nhiệm chèo lái. Nhân dịp này, chúng tôi trân trọng giới thiệu ca khúc Vớt Trăng, nhạc sĩ Ngọc Quang phổ nhạc thơ Ngô Thái do ca sĩ Khánh Trang thể hiện. Mời quý vị và các bạn thưởng thức. Biên tập Nguyễn Thu Hải, giọng đọc nghệ sĩ Mạnh Hùng. Video Ông Già Nhà Quê, Trịnh Ngọc Dung.
chẳng lặng trong mơ, vớt bao nhiêu nỗi đợi chờ không anh. Trong tranh